Thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình có đi ve chai mua được một số món đồ, xin giới thiệu để anh em cùng mọi người xem cho vui ha. Bây giờ mình xin giới thiệu các món đồ của mình. Đầu tiên mình mua được một cái máy nghe nhạc, có cái modem là B88. Máy này mình mua của một cái bà ve chai bán đang đẩy ngoài đường gặp bả. Đây là cái máy nghe nhạc. Cái máy nghe nhạc này mình mua thì khi mà mở không có lên. Về mình ghim sạc nãy giờ thì nó lút chu sù mu rồi. Máy này nó còn xài được nha anh em. Bình thường luôn. Lút chu sù mu nãy mình có thể thử được. Máy cái hiệu là B88. Máy này máy mới, trị giá nó cũng trăm mấy 200 ngàn gì á. Máy mới nó cũng trăm mấy 200 ngàn, mua trên Shopee nha. Chưa tính tiền ship á. Rồi nói chung là cái lo này mình mua là mình xài được luôn á, không cần phải sửa gì, chỉ cần vệ sinh nó lại sơ sơ lại là ok. Ngà đen nó hơi bị dơ, nó hơi bị bẩn, hơi bị dơ bẩn chút xíu, mà sao nói giá cho mấy bạn nghe rất là hài luôn. Cái món đồ thứ hai nó cũng vẫn là một cái lo này, nhìn nữa thì nó chất lượng hơn, cái lo này nó đẹp hơn đó. Cái lo này có cọng lông gà nè, lông gà của mì châu. Đối với cái lo này á thì không có thử được, không có test được, bởi vì nó gãy tùm lum hết trơn à. Chui sạc nó gãy, nó chỉ có một cái cổng vào mà không có, cũng không có thấy tháo ra bằng con đường nào hết chứ, không biết sao tháo ra nữa đó. Thì chưa có test. Cũng to nghe, này cũng to. Khoảng là 4 tấc à. Hai cái lo này mình mua, mình gặp mình đi ngoài đường mình gặp cái bà ve chai bà đẩy, có hai cái lo, hỏi nhiêu. Mình nói bán 20 ngàn, bà nói trời ơi ông nội 30 ngàn đi. Chứ tôi mua vốn là 20 rồi, tôi nói bà nói sao chứ cái này gì mà cái gì. Nói chung là mình mua với giá là 30 ngàn nha anh em, hai cái lo này 30k. Đấy. Rồi. Để nó nằm đây đi. Món đồ tiếp theo đó là một cái máy hát nhạc, để cũng là một cái cặp lo nữa, nhưng mà nó mất tiêu cái phía sau nè, nó mất tiêu cái nắp đậy này, rất là tiếc luôn. Cái này hình như là nó có cái lo ở bên đây nữa nè, mà nó mất tiêu cái này, nó còn cái mạch này nè, chưa có test nữa nè, còn cái mạch nữa của nó, cái mạch của nó thì nằm ở trong này nè, đấy, nằm ở trong này đó. Đấy. Rồi. Riêng cái máy hát nhạc này mình mua với giá là 20k. Mình nói nó không mà mua 20k đó. Mắc hơn mấy cái máy kia nữa. Mua cái này mua cái chỗ khác anh em. Của ông cụ ve chai mà hàng ngày mình ghé. Đó. Giá 20k. Đây. Một cái máy hát nhạc nữa, 20k. Mình mua được một cái cạc màn hình. Màn hình nó hơi bị cong rồi anh em. Hơi bị cong. Không biết còn xài được hay là không. Với giá 10k. Đây là cạc màn hình. Cạc màn hình này là nó để 256, 128 gì. Để tùm lum hết trơn. Kệ, xài không được thì có 10.000 bạc à. Từ từ test sau. Đấy, một cái cạc màn hình. Mua được một cặp loa Sony 3,2 ohm, 2,3 W, để dành chế cháo, một cặp loa Sony. Mua được một cái loa trà bá luôn. Cái loa này có cái hiệu là cái gì ta, không thấy hiệu của nó. Nó để là 30 W, 44 ohm, 30 W. Rồi. Được một cái lo có cái hiệu là Kenwood. Lo này lo chép thôi vậy.
có tép à, quấn từ lưu hết trơn đó. Và cuối cùng đó là một cái thùng, thùng bánh rất là đẹp. Tại sao mình lại lấy cái thùng này mấy quý vị biết không? Đấy, nó có cái nguyên nhân của nó quý vị với anh em. Mình có cái mạch này nè, hôm trước mình đi mua nè mà không có cái thùng. Đấy, mình sẽ lấy cái lo này, chà bá này nè, mình gắn vô nè. Đấy, thấy chưa, lo nào cũng được, có cái lo mình sẽ đó là úp vô cái thùng này, thấy nó vừa khích luôn á. Đấy là mình được cái là thùng hát nhạc rất là ngon lành luôn, đẹp luôn đó. Nghĩa là mình sẽ chế cái này lại thành một cái lo hát nhạc. Đấy, nghe nói là thấy là phái cho mình rồi ha anh em. Ok đó. Thì tất cả các món đồ mà mình mua được hôm nay á, mấy cái lo nữa là với giá nó là 10k nữa, thì cái này 30, cái này là 50, cái này 10k nữa là 60, thêm cái này 10.000 nữa là được 70.000 đó. Thì ve chai 70k thì được bao nhiêu món đồ đó anh em, anh em thấy như thế nào? Theo mình thì 70.000 này nó quá hời luôn. Nói cái lo này không à, cái lo mà hát lên không thấy ok, còn những món đồ còn lại là nói chung là cũng ok lắm. Với cái mạch này hôm trước thì là có mạch thì sao còn xài được luôn nè anh em, mạch đây nè xài bình thường luôn, hát karaoke nghe rầm beng trời đất luôn ha. Thì thôi, ngày hôm nay mình có đi ve chai và mua được một số món đồ như thế, có giới thiệu lên để cho anh em cùng mọi người theo dõi cho nó đỡ buồn. Thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Thì mấy hôm trước mình có đi ve chai mua được một số món đồ, thì hôm nay mình sẽ test những cái món đồ đó thử coi có xài được không nha anh em, để cho anh em xem cho nó đỡ buồn trong những ngày mà buồn bã ha. Thì mình không phải là mình giới thiệu những món đồ trên bàn không đâu, mà những món đồ nào mình mua mà từ hôm trước giờ mình chưa test đó, thì bữa nay mình sẽ test ha. Test xong rồi mình giới thiệu cho anh em xem luôn ha. Đầu tiên là cái món này, món này mình test không được cho nên không giới thiệu. Vinfast gì nè. Rồi, cái món này test không có được đâu, có máy tính test mới được, đem ra chà rửa xà bông rồi mới test được. Cái món đầu tiên mà mình muốn khoe với anh em đó là cái đèn pin. Trước mình có đi chơi chai mua được cái đèn pin này, xài được luôn. Sau khi mình sạc xong rồi bây giờ mình xài thì nó ok, quá ngon lành luôn. Mình mới gọi đi lượm đồ, gớt mới gọi đi lượm. Mình có hai cái, mình vừa cho một cái ông bạn mình hơn cái à, giờ còn cái nãy, hai cái xài được trơn luôn, quá ngon lành cạnh tranh luôn chứ. Đấy, một cái đèn pin xài bình thường. Bây giờ mình sẽ test mấy cái lo này thử nha. Hôm trước mình có mua đó là như 5 cái á, đây hai cái nè. Ý, có 4 cái hả ta, 4 cái lo. Rồi mình sẽ kiếm hai cái que đo thằng sánh của mình, hai que đo 5V của mình nè, chọt vô mấy cái này, có kêu không đó. Cái này kêu nè, cái này kêu còn cọt cạp nè. Lo này lo chép hay gì á, đấy mình thiếu lo chép đó, lo Sony. Ngon lành, ngon lành. Hai cái lo Sony này quá ngon lành. Thấy chữ Sony là phái à. Không biết là xem là nghe nó có ra hồn, ra día gì không mà thấy chữ Sony là phái trong bụng mà, cho nên nó là lậm luôn nha. Lo cũng có hơi bị nhiều rồi đó nha. Rồi bây giờ mình tới test cái hộp này mấy anh em. Ủa cái hộp này mình test gì trời? Có bánh nè. Tự nhiên có cái băng keo gì trong này nữa. Cái bánh, bánh lo gen, butter cookie, sugar ghee, no can pass. Ok, mình nói tiếng Anh nghe ghê thiệt. Tấu hài chút cho đỡ buồn, nhiều khi thấy mình xàm ghê. Đây, lo chà bá này nè. Lo này nhìn còn mới thôi, mặc dù nó dơ chứ không phải là nó cũ. Nó dơ, nó khác chứ là nó cũ. Rồi, mình lấy hai cái que đo chọt cho coi nó còn kêu không, quan trọng. Đó, còn kêu là ok rồi. Lo này kêu là ngon à. À, bứt đứt con dây luôn à.
dục con dây luôn. Đây, lo sống hết. Tiếp theo là cái máy này thì mình đã giới thiệu rồi. Máy này xài được. Mở lên nè. Bluetooth hát luôn nè. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Đó, nó kết nối Bluetooth với cái điện thoại mình rồi, kết nối rồi đó. FM mode. FM mode. Ôi má ơi, hết hồn luôn á. Rồi không biết dò đài sao luôn. Các em này không biết đường dò đài luôn á, con thôi tắt nó luôn đi. Nói chung là này xài được nha. Đó, xài ngon. Xài được chứ không phải ngon, có ăn được đâu ngon. Rồi tới mấy thằng này thì mình sửa nó làm sao đây ta. Này. Này thằng này nó gãy cái chui pin nó mất tiêu rồi. Đây nè, chưa sạc pin gãy rồi. Rồi sao test đây. Tháo cái mạch này ra chơi coi. Quan trọng là cái mạch này nó có lên không á. Rồi trước tiên mình thử mấy cái lo còn sống không ha anh em ơi. Nó có mấy cái lo nữa nè, ở đây nó có hai cái lo này. Theo mà quan sát của mình là mình không biết lo tốt hay là lo sống nữa. Nhưng mà chắc hai cái lo này, một là nó tốt hay là nó xấu thôi anh em ơi. Rồi mình thử coi. Đó. Kẹt kẹt. Này. Còn kêu anh em ơi. Vậy là nó còn sống anh em ơi. Cái để mừng rồi đó. Ít ra có hai cái lo này mà. Cái máy này cái mình mua tới 20 ngàn rồi nha. Lỡ mà nó cũng xài không được thì cũng còn hai cái lo. Giờ tháo cái mạch này ra coi. Kiểm tra thử coi nó hư giống gì. Coi có khả năng giải quyết được không. Nói chung là mình về cái trình độ mà mình xin tâm sự với anh em là cái trình độ mà sửa máy của mình thì nó hay lắm. Trình độ của mình đạt tới cái trình độ là mình không có biết gì luôn á. Thì ghê chưa. Chính vì vậy mà nhiều khi mình sửa nó cũng xàm lắm anh em ơi. Đó, chủ yếu là test vừa vui chơi rồi sửa không được thì dục luôn bỏ. Lấy cục pin này ra coi đo nó có còn pin không. Cứ ngắt cái nằm ở trong này, mấy ngày dán công nhận thì dán cứng kinh thì. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo ra kiểm tra ha, để cho tránh mất thời gian của anh em. Anh em còn đi xem live stream đồ nữa. Rồi, nào mình phát hiện bệnh của nó rồi thì mình sẽ báo với anh em nha. Rồi mình sẽ tạm dừng video mình đi kiểm tra.